ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đến kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế 10 tháng năm 2021 tại xã Thới Hưng. Từ nguồn ngân sách và vận động các mạnh thường quân, xã Thới Hưng trao tặng trên 1.240 phần quà cho các đối tượng thụ hưởng với tổng trị giá trên 700 triệu đồng, xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, chi hỗ trợ cho trên 2.680 người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68, nghị quyết 126 của Chính phủ và nghị quyết 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động trao tặng 2.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người lao động gặp khó khăn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế xã Thới Hưng đến nay đạt hơn 73%. Xã phấn đấu vận động thêm trên 2.700 thẻ mới đạt chỉ tiêu năm nay. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 56%. Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã cần chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ mà đoàn đã góp ý, tăng cường kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Tổ an sinh xã hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế của người dân, phấn đấu đến ngày 25 tháng 11 hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2021.